Ok, bản tin của sáng ngày hôm nay mình là Thao chim cu gáy, số điện thoại là 01 63 53 05 982, thông báo với tất cả những anh em ở trong địa phận thành phố Hồ Chí Minh hoặc là miền Tây một thông báo rất là nhỏ thôi. Có nghĩa là có một cái câu chuyện như sau. Thì hôm vừa rồi thì có một khách hàng là mua cái con chim đa đa mồi của mình. Thế thì họ cũng khách gọi một vài lần. Thế thì mình cũng qua cái điện thoại thì lần thứ ba mình nghe thì mình cũng không nhận dạng ra khách hàng đấy. Vậy vị chi là mình khi mà họ gọi điện thoại thì họ bảo là chuyển cho một con giọng hay vào. Thế thì mình cũng nhiều việc, mình cũng mất tập trung thì mình lại gửi nhầm cho anh ý một con chim cu. Con chim cu này thì giới thiệu qua là con chim nó cũng thuần như con chim này nhưng mà nó là giọng còi đồng. Giọng còi đồng. Và các bạn yên tâm là mình khẳng định là con chim này là bộ trên tay vẫn gáy. Thì hiện bây giờ là anh Vũ ở ga Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy đang giữ con chim đấy. Bởi vì con chim đấy thì mình cũng không muốn chuyển quay lại ra ngoài Bắc, bởi vì là mục đích của khách hàng kia thì họ họ là người nhận cái con chim đa đa. Thì mà qua cái việc mất tập trung mà qua cái việc nhiều nhiều khách hàng thì mình lại đi gửi nhầm cho anh ý cái con chim cu gáy. Thế thì câu chuyện nó rất là buồn cười nhưng mà có thật. Thế thì sau này ngày hôm sau thì anh ấy gọi lại thì anh nói chuyện một hồi thì mình mới nhận ra rằng là mình gọi là ông nói gà bà nói vịt, thì mình lại phải gửi gấp vào cho anh ý cái con chim đa đa vào. Thế mình còn con chim cu gáy giọng còi đồng của mình hiện bây giờ thì rất là thuần, anh Vũ anh ấy nuôi hộ mấy hôm nay ở gần chỗ ga Sài Gòn ấy, thì cái con chim này rất là quý, rất là thuần mà gáy rất là hay. Thế thì nó thuần như con này luôn này, nhưng mà con này nó giọng nó không phải giọng còi đồng. Thế thì mình cũng muốn là đưa cái thông tin này lên cái kênh YouTube của mình, lên cái Facebook để thông báo với những cái người có duyên với con chim này. Thì con chim này mình bán là chưa chưa nếu mà theo thỏa thuận là 3,5 triệu, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thông báo là mình bán cái mức giá là 2 triệu để cho ai đó đến 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 xem chim và đến có nhu cầu sử dụng những cái con chim quý, những con chim thuần như vậy, để anh em có thể là có cơ hội gặp anh Vũ và sẽ xem, sau khi xem mà thấy ưng thì gửi tiền cho anh Vũ là 2 triệu, coi như là mình khuyến mại cho, cũng như là cái việc gọi là vì cái việc là mình đã chót gửi vào đấy rồi, mình không muốn gửi chim quay ra, mà cũng là tạo cơ hội để cho một ai đó có duyên với con chim này. Thì với cái mức 3,5 triệu đã được gọi là ok và cũng đã được giảm giá xuống cái mức 2 triệu. Đây nó không phải là cái vấn đề thường xuyên xảy ra mà cũng không mấy khi nó xảy ra, nhưng mà câu chuyện này câu chuyện có thật 100%. Nếu anh em có thể không tin, anh em có thể liên hệ cho anh Vũ cái số điện thoại là 0919 0919 321 746. Mình không dám chắc lắm, tí nữa mình sẽ đăng cái tiêu đề của anh Vũ lên lên trên. Thế thì hy vọng rằng anh em nào sớm, anh em nào có duyên và anh em nào nhanh tay nhanh mắt có thể là liên hệ hoặc là đến chỗ ga Sài Gòn, địa phận của ga Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gặp anh Vũ, có thể là xem chim và có thể là lấy chim và thanh toán tiền mặt cho anh Vũ là 2 triệu đồng. Bản tin của sáng ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng bao nhiêu tháng 11 năm 2017, đến đây là hết của Thao chim cu gáy ngoài miền Bắc. Hy vọng rằng anh em nào sẽ sớm mà đọc cái tin này và sẽ liên hệ với mình để đón nhận cái cơ hội, một cái cơ hội rất là may mắn cho ai đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã đọc cái bản tin này. Hy vọng rằng các bạn sẽ sớm liên hệ để có cơ hội để xem và nhận cái con chim quý giọng còi đồng và rất là thuần, mình nói rõ là rất là thuần, bộ trên tay vẫn gáy, và các bạn đến các bạn sẽ biết. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ gọi cho mình ngay sau đây, kính kể từ giờ phút này mình đăng lên trên YouTube và Facebook, thì
Hy vọng rằng đó là một cái thông tin chính thống, chính đáng của Thao Chim Cú Gáy ngoài miền Bắc. Số điện thoại là 0163 5305 982. Mình nói rõ là con chim nó thuần như con chim này luôn, nhưng nó là giọng còi đồng. Đó, thì là chim của mình là thường là nó tầm như thế này đổ lên. Hy vọng rằng là anh em nào sẽ gọi sớm cho mình. Cảm ơn các bạn. Ủa, anh cái con anh em nhờ anh chăm sóc hộ đây nó có chơi chịu khó gáy không anh? Chim cu hả? Vâng. Gáy với gáy tốt. Con gáy tốt à? Đẹp à? Là không, cái lông nó cổ nó hơi hơi ấy, nó thiếu lông kỳ hỏm vô hai con á, nó hơi À. tày ấy, tấm lông bớt. Nhưng mà đại khái là vẫn ok, không không có vấn đề gì lắm đúng Không không. không? À, em hôm nay em đăng cái thông báo lên này, thì nữa có ai mà gọi thì anh cứ xuất con chim đấy 2 triệu cho em nhé. Còn anh chăm sóc các thứ phí riêng nào thì anh cứ ok em thôi nhé. Rồi. Ờ, ai ai mà có gọi cho em mà gọi cho anh thì em bán con đấy 2 triệu họ đến tận nơi lấy, nếu mà vận chuyển thì phát sinh nhé. Ờ nè nè, nghe nghe con gái nè, nghe gái không Có. hả? Có em định chuyển ra ngoài này nhưng thôi em bảo bán rẻ cho mấy anh em ngoài này. Bán nó nhiều chưa? Em bán 2 triệu đang tính định đăng bây giờ đây, enter vẫn là đăng luôn, trong ngày hôm nay có người mua luôn mà. Rồi anh đang đi, là có gì anh lấy tiền anh chuyển trước liền cho. Vâng, thì em đang bảo thưa anh thế, nếu ai gọi thì bảo đấy chim của ông Thao do chuyển nhầm chim ấy, thì vẫn nuôi mấy hôm rồi, con này giọng hay thuần chứ thứ thì bán là tại chỗ là 2 triệu, còn nếu mà họ đến thì 2 triệu, còn mình anh mang đi thì anh thu tiền cước bình thường như thôi. Thế Nghe nha giải nhá, ngon thống không? nhất anh em thống nhất thế nhá. Nghe nghe giải chưa? Giải ngon Ừ, không? con đấy hay đúng không? Anh thừa biết là con đấy là hay thì Điều có cái lông nó ấy nó hơi không, lông thì đương nhiên lông chim thì có thể mọc lại được nhưng mà riêng độ thuần với độ gáy của nó thì mãi mãi thế rồi. nó gái tốt rồi. Vâng. Cứ đăng đi, ai ai kêu điện thoại nó lấy ra. Vâng.